304 TV cho các bạn trả lời nhân đề hôm nay là 22 tháng 11 2023. Có bản tin của báo Tuổi Trẻ ngày 22 tháng 11 2023 nè, 9 giờ 23 phút tối nha. Thì thông thường báo Tuổi Trẻ hay có những cái sơ đồ này lắm, hôm nay có cái sơ đồ này cho mọi người thấy là cái doanh thu của nhà cầm quyền Việt Nam từ đâu. 80% thu nhập cá nhân do người làm công ăn lương đóng, nghĩa là ngân sách của thu thuế của Việt Nam là do những người lao động, những công nhân, những người lao động có công ăn việc làm đã đóng vào ngân sách của nhà nước. Nghĩa là cái thu nhập chính của nhà cầm quyền là từ những người nghèo, chứ không phải là những người giàu. 80% số thu nhập cá nhân do người làm công ăn lương đóng ha, chia ra là suốt 4 quý của một năm 2023 là quý 1 tháng giêng tháng 2 tháng 3 đó 50.000 tỷ, quý 2 tháng 4 tháng 5 tháng 6 là 86.000 tỷ, 87.000 tỷ, quý 3 là 121.000 tỷ, là tháng 9 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 7 tháng 8 tháng 9, rồi hết năm nay là khoảng 154.000 tỷ là 3 tháng cuối năm, là tổng cộng nguyên năm là 154.000 tỷ 652 tỷ đồng. 80% trong cái số tiền thu được là từ những người công nhân lao động, thì rõ ràng đây là cái nguồn thu chính của nhà nước cộng sản Việt Nam là từ người nghèo, các bạn thấy không, 80%, còn 20% này là từ các doanh nghiệp. Chính khoản thu nhập gồm từ kinh doanh, từ giao dịch chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, đầu tư vốn và từ trúng thưởng như Vinlock đó, thì rõ ràng là cái ngân sách thu được của nhà nước Việt Nam là toàn là từ những người nghèo thôi, thì thật là khổ, ăn còn không có ăn mà phải đóng thuế khủng khiếp. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Đây là cái video ngắn gửi đến mọi người. Hẹn mọi người video sau.